Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với GPI. Chúng mình sẽ tiếp tục ra một series khá hay ho mới, đó là Có thể bạn chưa biết. Thực ra thì có thể bạn chưa biết hoặc là đã biết rồi nhưng mà cứ giả vờ chưa biết đi. Qua đó thì mình có thể trình bày cho anh em những nội dung hay ho này. Biết đâu thì nó lại giúp ích được cho anh em thì sao. Kiểu biết càng nhiều càng tốt đấy mà. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Nộ trong game là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Ra nộ càng nhanh thì càng tốt. Kỹ năng ra trước đồng nghĩa với việc bạn gây sát thương trước và đi kèm với đó là những hiệu ứng buff hay là debuff. Nhưng mà bạn có biết rằng lượng nộ có thể tích lũy qua nhiều đợt hay không? Nó không hề mất đi mà cộng dồn cho tới khi bạn ra kỹ năng. Điều này thì nghe hoàn toàn xung đột với cái lý thuyết là 220 nộ một lượt tối đa đúng không anh em? Nhưng mà để mình minh họa cho anh em dễ hiểu. Có một cái sự kiện mà anh em hay dùng trích lỏ buff nộ, đó là huấn luyện quân đội. Với trích lỏ này thì anh em sẽ dùng 2 đến 3 đạo quân với khả năng bắp nộ và giảm sát thương diện rộng như là Doan Tím, Mộc Lan, Constantine hay là Doan P, làm liên tục vài đợt cho tới khi đội quân được bắp tích đủ nộ. Lúc này thì đạo quân đó sẽ ra kỹ năng ngay lập tức và bỏ qua giai đoạn đánh thường tích nộ. Anh em có thể chú ý vào đạo quân Alexander ở dưới này. Bên cạnh việc sử dụng cho sự kiện này, trích lỏ bắp nộ này còn dùng được cho việc lấy đèo nhanh. Hoặc khứ bệnh lấy đèo đã khỏe rồi mà bồi thêm quả trích lỏ này thì đúng như là hổ mọc thêm cánh. Anh em sẽ không bỡ ngỡ khi thấy cảnh ba hoặc khứ bệnh chạm vào đèo là đèo bay mất 1/3 ống máu đâu. KvK3 bây giờ là một map trinh phạt nhưng mà không có công nghệ pha lê. Có một điểm thú vị ở map này là sẽ có một đợt dãy dụa chăn chối lần cuối của phe thua, dù rằng họ đã bị đẩy khỏi kinh lên rồi. Ý chí của những người chơi Royal Kingdom là một thứ gì đó rất ghê gớm, thà hy sinh tất cả chứ nhất định là không chịu mất trắng, đánh tới cái nịt thì mới thôi. Điểm đáng chú ý của KvK3 đó là một bắp đặc biệt, đó là bắp theo ánh sáng và bóng tối. Một chỉ số bắp riêng biệt tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nào có bắp ánh sáng thì phe ánh sáng sẽ được lợi, và khi có bắp bóng tối thì cũng tương tự. Chỉ số bắp này sẽ tăng thiệt hại gây ra và đồng thời là tăng tốc độ cháy công trình. Tốc độ cháy công trình chính là điểm mấu chốt ở vấn đề này. Tận dụng tốt bùa lợi này thì chỉ cần đúng thời điểm tổ chức phản công là bên địch có thể trở tay không kịp. Mà phản công vào đúng lúc mà địch đau tham thì lại càng tuyệt vời. Thế nên là map KvK3 nhìn là tưởng thua, nhưng mà thực chất là chưa chắc đã thua đâu anh em nhé. Ngã ở đâu thì ủ mưu đặt kèo ở đó, biết đâu bất ngờ lại lấy được ngôi sao. Thà một phút huy hoàng trong ánh sáng còn hơn là tỷ năm ngậm đắng nuốt cay trong chốn bóng tối. Cứ đánh hết mình thì chiến thắng nhất định sẽ trong tầm tay. Nhưng trong tầm tay ai thì mình không biết anh em nhé. Không anh chứ ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai. Attila nói, với một bộ kỹ năng đặc biệt thuần sát thương đòn đánh thường, nhánh tấn công chứa rất nhiều điểm tài năng tăng sát thương và tấn công, nhưng đi kèm với đó là những cái giá chua chát khiến nhiều vị tướng khác phải e dè. Nhưng với Attila thì lại khác, tên hung thần này đấm thẳng mặt vào nhánh tấn công và nói rằng: tao là bố mày, mày là con tao thì mày phải biết nghe lời tao biết chưa? Để có thể nói cụ thể hơn thì nhánh tấn công có hai điểm khá oai oăm, đó là tinh thông võ thuật và đứng sau. Với tinh thông võ thuật thì tăng sát thương đòn đánh thường nhưng mà lại giảm sát thương kỹ năng gây ra. Attila thì lại không có sát thương kỹ năng, điều này giống như việc bạn tàng hình trước mặt người mù vậy. Độ ngầu, độ nguy hiểm thì có thể là 1000 nhưng mà tác dụng lại là âm vô cực. Với đứng sau thì điểm tài năng này sẽ tăng tất cả các sát thương gây ra nhưng mà bù lại, không thể dùng kỹ năng chủ động. Nói chung là khóa mõm tạm thời, điều này thì nghe có vẻ là một con dao hai lưỡi với những vị chỉ huy khác. Nhưng mà với Attila thì nó chỉ là một con dao đồ chơi thôi. Chuyên môn của Attila khiến hắn ta miễn dịch với câm lặng, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể bị câm lặng được. Vậy nên Attila hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một vị chỉ huy sử dụng hết 100% sức mạnh của nhánh tài năng tấn công. Nếu như bây giờ mình nói vị chỉ huy như là Baiba hay là Mundeo, nhìn nó như vậy nhưng mà thực sự là không phải như vậy thì anh em có tin không? Ê bạn ơi, bạn nói cái gì dễ hiểu hơn được không? Ý mình là như này, những vị tướng này trong quá khứ từng có một diện mạo hoàn toàn khác. Nhưng với bàn tay ma thuật của Lilith, những vị chỉ huy này đã được phẫu thuật thẩm mỹ, lột xác với một ngoại hình đẹp hơn, ưa nhìn hơn và mờ lem hơn. Baiba bây giờ thì nhìn có vẻ nam tính và đẹp trai hơn trước, chứ lúc trước nhìn có vẻ hơi hèn với bần bần một chút. Còn Mundeo thì ngoại hình của ông ta có sự thay đổi khi có sự có mặt của Ji Sung Shin. Hai vị chỉ huy này nhìn khá giống nhau, đều là các oppa Hàn Quốc, nên là phải thay đổi một chút cho có gì đó khác biệt anh em ạ. KvK1 là sân chơi của những vị chỉ huy baby bé bỏng, chưa hề có sự hoành hành của bè lũ tướng chinh phạt. Vậy nên việc tận dụng các chỉ huy tím, các chỉ huy ở quán rượu là điều cực kỳ quan trọng. Trong số đó phải kể đến là Doan Tím và Mộc Lan. Hai nữ chỉ huy này vô cùng mạnh mẽ trong việc tạo hiệu ứng có lợi. Riêng Mộc Lan là có thể debuff vô cùng mạnh mẽ khi sở qua mục tiêu. Ví dụ như trong trận đánh di tích cổ đầu tiên,
Bộ đôi Doan Tím và Mộc Lan sẽ đóng vai trò là một đạo quân hỗ trợ tối quan trọng trong việc giúp tăng các chỉ số, hồi nộ diện rộng và tăng sát thương mục tiêu phải chịu khi chúng bị xấu ám. Ví dụ như Mộc Lan đi, kỹ năng chủ động của chỉ huy này tăng 15% tấn công, 15% phòng thủ, 15% máu và 25% tốc độ di chuyển khi mà chưa có chuyên môn. Mình nói đến việc chưa có chuyên môn cho dễ tiếp cận với đại đa số anh em nhé. Nghe thì có vẻ không có gì đặc sắc đúng không? Nhưng nếu mình hiển thị những chỉ số đó thành những trang bị như này, ví dụ 15% tấn công bằng cái kiếm tím này của bộ binh đi, và kiếm tím có talent nha. 15% phòng thủ thì bằng cái áo choàng hy vọng của bộ binh có talent. Đây là trang bị huyền thoại em nha. 15% máu cũng sẽ bằng một cái áo huyền thoại của kỵ binh đã có talent. 25% tốc độ di chuyển thì mình tính rẻ thì bằng một cái phụ kiện lộng gió và một cái cờ này đi. Mà những thứ này thì được trang bị cho tận 5 đạo quân, lại còn ở KVK1 mới ngầu anh em ạ. Tại vì ở thời điểm này hầu hết anh em vẫn đang dùng xét lộng gió, tự nhiên được thêm mấy cái món trang bị huyền thoại, trang bị tím có talent như này thì đúng là perfect rồi. Vậy là anh em đủ hiểu cái tầm của nó rồi đúng không? Nếu như bạn không chạy theo kill point và muốn làm một người chơi hỗ trợ tận tâm thì hãy thử ngay những chỉ huy này nha. Có thể anh em không để ý đâu, nhưng mà set thương lang hay còn gọi là set lòng lang dạ thú là một set đồ mới dành cho các tướng công trình. Set này có chỉ số vượt trội hơn 125% so với những set đồ bên phía bộ kỵ cung. Vì thế lượng chỉ số tổng trên những vị chỉ huy sở hữu set đồ này cứ gọi là cao ngất ngây con gà tây. Không chỉ vậy, những món đồ ở trong set này còn tăng rất nhiều tốc độ hành quân. Và nếu một chỉ huy công trình mang trong mình 430.000 quân bao vây T5 cùng một bộ trang bị lòng lang dạ thú này thì vẫn chạy như kiểu gắn motor và đít anh em ạ. Dĩ nhiên với set đồ này thì chúng ta cũng có thể xây dựng một lối chơi tà đạo, đó là lối chơi đứng xa bắn lén. Lối chơi này thì chúng mình đã ra một video hướng dẫn cụ thể, anh em có thể xem lại video này ở trên kênh GP nha. Anh em hình dung như thế này cho dễ: bộ binh là thằng trai gen lù đù chậm chạp, kỵ binh là thằng Suneo nhanh nhẹn thích khoe khoang, cung thủ là Shizuka xinh gái nhưng mà nhiều lúc hơi mỏ hỗn, và nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện này là trung tâm để ba ông bà kia bắt nạt chính là Nobita. Ở đây chính là quân bao vây đấy em ạ. Anh em nhìn vào cái sơ đồ này là đã hiểu. Quân bao vây ở chính giữa và bị ba loại quân kia khắc chế. Nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Phần làm bao vây chưa một lần vây ai, nhìn về tương lai thấy sông rộng đường dài. Tuy nhiên có một điểm mà anh em cần lưu ý, đó là chỉ số của các loại quân bao vây không hề thua kém với những loại quân khác. Ngoài ra thì hiện tại chúng ta có sự xuất hiện của các chỉ huy công trình thì tương lai của quân bao vây cũng dần dần có sự thay đổi và có chỗ đứng. Còn đứng ở đâu trong cái trò chơi này thì mình chưa rõ anh em nha. Và đó là 7 sự thật mà có thể bạn chưa biết hoặc là biết rồi. Nếu anh em có góp ý gì khác hay là một sự thật gì đó hay ho hơn nữa, hãy để lại ý kiến dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh để bóp thêm động lực cho chúng mình ra nhiều video hay ho và chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.